Sáng ngày 10 tháng 10, xã Thọ Điền tổ chức khai mạc giải bóng đá nam 7 người chào mừng đại hội hội nông dân các cấp và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2022. Tham gia giải bóng đá có 9 đội bóng đến từ 11 thôn xóm trong toàn xã. Các đội bóng được chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 3 đội đứng đầu ở mỗi bảng và một đội nhì có thành tích cao nhất vào thi đấu bán kết và chung kết. Giải bóng đá nam xã Thọ Điền được tổ chức nhằm khích lệ phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn bóng đá nói riêng trong cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn toàn xã. Đây cũng là dịp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong công tác thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Hội nông dân các cấp và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2022. Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào thi đấu hết mình, cống hiến nhiều trận đấu gay cấn hấp dẫn, được đông đảo khán giả cổ vũ nhiệt tình.